Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội toàn thành phố phong tỏa quận Gò Vấp 2 tuần. Tỷ lệ lây nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tới 13 ca trên 1 triệu dân. Mẹ là nhân viên y tế đi chống dịch nhiều ngày chưa về, bé gái bật khóc nức nở đòi bế khi thấy mẹ trên TV. Trộm liều lĩnh lẻn vào trộm ngay trước mặt chủ nhà. Nghệ sĩ Canada lại bị sự cố đỏ mặt khi họp trực tuyến. Thu Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngày 30 tháng 5 của Sài Gòn TV. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 sẽ mở đầu cho bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Ngày 30 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 trên địa bàn thành phố trong vòng 2 tuần. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay 30 tháng 5. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, sáng 30 tháng 5, Thủ tướng gọi điện chỉ đạo đề nghị thành phố khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng tại thành phố, khẩn trương khoanh vùng dập dịch quyết liệt. Trước tình hình diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chúng ta giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Chỉ thị này quy định không tụ tập 10 người, nhưng ông đề nghị ngành y tế nghiên cứu chỉ tập trung dưới 5 người. Việc cách ly áp dụng từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Như vậy, theo ông Phong, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Riêng đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16. Theo đó, nhà giãn cách nhà, khu phố giãn cách khu phố, phường giãn cách phường. Bên cạnh đó, ông Phong cũng đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, doanh nghiệp sản xuất cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu phải xây dựng phương án phòng dịch để sản xuất kinh doanh an toàn. Trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, qua xét nghiệm tầm soát diện rộng, thành phố liên tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới. Theo ông Bỉnh, tỷ lệ lây nhiễm tại thành phố hiện đã lên tới 13 ca trên 1 triệu dân. Đây là một tình trạng rất đáng báo động. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế có nhiều đề xuất. Về phong tỏa, Sở Y tế đề xuất áp dụng chỉ thị 16 ở 6 phường của Gò Vấp 3, 14, 5, 9, 11, 15. Trong quá trình tầm soát có thể mở rộng, các phường khác ít có ca bệnh, chỉ 1 đến 2 ca ở khu phố hoặc chung cư thì đề xuất cách ly, phong tỏa theo khu phố. Những trường hợp còn lại thì theo chỉ thị 15, ngừng mọi hoạt động không cần thiết, họp dưới 20 người, ngừng toàn bộ tôn giáo, chỉ hoạt động những sản phẩm thiết yếu, cấm tụ tập những nơi công cộng, khuyến khích công ty, doanh nghiệp làm việc trực tuyến, cơ quan nhà nước làm việc tại nhà, đặc biệt các tòa cao ốc phải mở cửa không sử dụng máy lạnh. Đây là nơi rất nguy hiểm vì chỉ một nơi có ca nhiễm sẽ có thể lây lan cho nhiều người. Cũng trong sáng nay 30 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, cơ quan cảnh sát công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội Truyền giáo Phục Hưng để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 29 tháng 5, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 98 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó hơn 60 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội Truyền giáo Phục Hưng do ông PVT và bà VXL phụ trách. Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 29 tháng 5, cơ quan cảnh sát công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra vụ án theo quy định pháp luật. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị tất cả sinh viên rời khỏi ký túc xá để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị cho các tình huống trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Bắt đầu từ chiều qua 29 tháng 5, hàng nghìn sinh viên trong tình trạng tay xách rách mang lần lượt rời khỏi ký túc xá. Theo Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Tất cả các trường đã chuyển sang hình thức học trực tuyến. Ký túc xá là nơi tập trung đông sinh viên đến từ nhiều trường, đi làm nhiều nơi, đã có nhiều trường hợp sinh viên đi làm thuộc đối tượng cách ly và nơi làm việc bị phong tỏa. Do đó, trong tối 28 tháng 5, Ban Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo yêu cầu các sinh viên phải rời khỏi ký túc xá trước 17 giờ ngày 1 tháng 6 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị cho các tình huống trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ghi nhận tại ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong chiều 29 tháng 5, hàng ngàn sinh viên mang theo hành lý cá nhân đang lần lượt ra khỏi ký túc xá để về quê sau khi thông báo. Được biết, ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng hơn 35.000 sinh viên thuộc nhiều trường đại học ở nội trú. Sau khi nhiều trường chuyển sang hình thức học trực tuyến, nhiều sinh viên đã rời ký túc xá để về quê trong thời gian trước đó.
Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh bé gái khóc ngặt vì nhớ mẹ được cộng đồng chia sẻ rộng rãi. Được biết, mẹ của bé gái là nhân viên y tế đang hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang, đã nhiều ngày không về. Khi thấy mẹ trên TV, bé gái đã bật khóc, nức nở đòi mẹ bế. Chứng kiến cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi xúc động. Theo người đăng tải clip cho hay, mẹ bé công tác ở bệnh viện quân y 103 đang đi tăng cường chống dịch ở Bắc Giang. Khi đi, bé vẫn còn đang ti sữa mẹ nên bé nhớ mẹ lắm. Bình thường bé ngoan, nghe lời mọi người, mà nay đang chơi vui, nghe thấy tiếng mẹ trên TV cứ khóc rồi giơ tay đòi mẹ bế. Ngay lập tức đoạn video đã gây xúc động mạnh mẽ và được chia sẻ khắp mạng xã hội với những lời lẽ trân trọng, ca ngợi và động viên các thầy thuốc áo trắng vững tâm chống dịch. Được biết, mẹ bé gái là chị PTH, nữ điều dưỡng và là một trong số hơn 100 y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 vừa được điều động đến để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch khoảng 2 tuần nay. Dù con gái còn nhỏ đang bú mẹ, nhưng chị vẫn quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ phụng sự nhân dân. Do tính chất đợt công tác này rất cấp bách, chị H phải gửi con gái bé bỏng cho người thân chăm sóc. Thế nhưng, trẻ nhớ hơi mẹ, nhiều lúc con gái thức dậy nửa đêm khóc gọi mẹ rất đáng thương. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tối qua 29 tháng 5, nhiều đoạn đường và nhà dân tại khu vực Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang sống trong tình cảnh ngập nước, dù trong khu vực này không có mưa và triều cường cũng không lớn. Theo ghi nhận, từ khoảng 17 giờ, nhiều đoạn đường Mễ Cốc bắt đầu xảy ra tình trạng ngập nước, có đoạn ngập sâu quá nửa bánh xe khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo quan sát tại bờ kênh dọc đường bến Mễ Cốc, đang trong quá trình thi công thuộc dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ Bến Nghé, kênh Đôi, kênh Tẻ, có nhiều đoạn bị rỉ nước liên tục. Nước từ kênh này chảy lênh láng ra đường Mễ Cốc, cộng thêm việc các miệng cống tại đây không thể thoát nước, gây ra tình trạng ngập nhiều đoạn đường dù trời không mưa và triều cường cũng chẳng cao. Theo lãnh đạo phường 15 quận 8 cho biết, việc ngập này do triều cường, mực nước tại dòng kênh song song tuyến đường này hiện cao hơn khoảng 4 tấc so với mặt đường. Lãnh đạo địa phương này cho biết thêm sẽ liên hệ đơn vị thi công bờ kè để có những biện pháp cụ thể. Thưa quý vị, vào những ngày trời mưa, không ít người đi xe máy bị ám ảnh khi di chuyển chung làn đường với các loại ô tô. Nếu chẳng may dính vào vùng trũng nào đọng nước thì xác định ướt như chuột lột. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh tài xế cố tình đi tạt nước vào hai nam thanh niên gây nhiều tranh cãi. Cụ thể trong video, hai thanh niên đi xe máy giữa trời mưa nhưng không mặc áo mưa khiến cho người ướt sũng nước. Thậm chí có những lúc hai thanh niên còn đi vào chỗ trũng khiến cho nước bắn tung tóe. Thế vậy, tài xế xe tải mới bật cười thích thú và cố tình đi vào những vũng nước tiếp theo để nước bắn vào hai người họ. Thực hiện xong hành động, thấy người đi xe máy ngó lên nhìn mình, tài xế cười hả hê để anh thanh toàn cho các em. Video này ngay lập tức trở thành đề tài tranh luận của cộng đồng mạng. Dân tình cho rằng anh tài xế chỉ đang đùa vui, tuy nhiên số khác lại chỉ trích không nên làm như vậy với người đi xe máy. Hơn nữa, nếu trường hợp người đi xe máy bị bất ngờ, không xử lý kịp sẽ dẫn đến tai nạn. Tiếp theo chương trình là những hình ảnh về một vụ trộm liều lĩnh xảy ra tại phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nam thanh niên mở cửa lẻn vào căn nhà để trộm chiếc điện thoại trong khi người phụ nữ đang mải mê nấu nướng không phát hiện. Ngày 28 tháng 5, Công an phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin trình báo của gia đình bà T.L. 60 tuổi ngụ phường 15 quận 8 về việc bị trộm đột nhập lấy tài sản. Theo trình báo, vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 5. Lúc này bà L đang ở nhà, bên ngoài cửa sắt khép hờ và không có khóa. Bất ngờ một nam thanh niên chừng 30 tuổi, đội nón kết, mặc áo khoác ngoài màu đen, bên trong áo thun trắng, khẽ kéo nhẹ cửa lẻn vào bên trong. Phát hiện bên trong có bà L đang nấu ăn, tên thanh niên này vừa đi vừa bò từ từ tiến vào, tay vẫn cầm điếu thuốc. Quan sát thấy bà L mở cánh cửa tủ lạnh, tầm nhìn ra cửa chính bị khuất, nam thanh niên nhanh chóng chạy tới lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. Theo người nhà bà L, người thanh niên không đeo khẩu trang, trước đó đã tìm cách trộm chiếc xe máy ở bên ngoài nhưng không thành. Truyền thông Anh ngày 30 tháng 5 đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cưới vị hôn thê Carrie Shannon tại nhà thờ Westminster hôm 29 tháng 5. Hai tờ The Sun và Daily Mail cho biết khách dự đám cưới chỉ được mời vào phút cuối. Ngay cả các thành viên cao cấp nhất trong đội ngũ của ông Johnson cũng không hề biết về kế hoạch này. Theo hãng tin Reuters, đám cưới ở Anh hiện giới hạn khoảng 30 người để ngăn dịch Covid-19 lây lan. The Sun and Daily Mail tiết lộ nhà thờ Westminster đã đóng cửa từ 13h30 phút ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương. Bà Simons, 33 tuổi, đã đến nhà thờ này sau đó 30 phút trên một chiếc limousine. Bà mặc đầm trắng dài và không đeo màn che mặt. Ông Johnson, 56 tuổi, và hôn thê đã cùng chung sống tại thành phố Downing kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng Anh năm 2019. Năm ngoái, họ đã công bố chính thức tín hôn và đang chờ đón đứa con đầu lòng.
Con trai của cả hai, Wilfred Laurie Nicholas Johnson, ra đời vào tháng 4 năm 2020. Thủ tướng Anh vốn là người có đời sống riêng tư phức tạp. Ông từng phải rời khỏi đội ngũ chính sách của đảng Bảo thủ Anh vì nói dối về quan hệ ngoài hôn nhân. Ông Johnson đã ly dị hai lần và từ chối công bố ông có bao nhiêu người con. Một chính trị gia Canada đã xin lỗi sau khi bị bắt gặp đi tiểu trong khi camera đang bật trong một cuộc họp trực tuyến của Hạ viện. Trước đó, vài tuần, vào ngày 14 tháng 4, ông cũng có một sơ suất gây đỏ mặt khi xuất hiện trần như nhộng trong một cuộc gọi video trên Zoom của Hạ viện. Ông William Amos, nghị sĩ đại diện địa phương Pontiac, tỉnh Quebec của đảng Tự do cầm quyền, vừa công bố bức thư xin lỗi bằng hai thứ tiếng Anh, Pháp vào ngày 27 tháng 5 giờ Canada do đi vệ sinh trong khi camera đang bật trong một cuộc họp trực tuyến của Hạ viện. Theo trần tình của ông William Amos, ông đi vệ sinh mà không biết là mình đang bật camera. Ông cũng thừa nhận mình vô cùng xấu hổ về hành động này. Trước đó vài tuần, ngày 14 tháng 4, ông cũng có một sơ suất gây đỏ mặt khi xuất hiện trần như nhộng trong một cuộc gọi video trên Zoom của Hạ viện. Một người tham dự chụp ảnh màn hình cho thấy ông Amos một tay cầm điện thoại đi ngang qua, dường như hoàn toàn không biết camera đang bật. Một con mèo chỉ thích các trò chơi mạo hiểm, vì vậy chủ sở hữu đã tự tay làm cho nó những chiếc mũ bảo hiểm cực độc và cùng nhau đi du lịch khắp thế giới. Câu chuyện bắt đầu từ cách đây 6 năm, Remy bắt đầu nhận nuôi một con mèo từ trung tâm trú ẩn dành cho động vật. Trong khi nhiều con mèo khác khá nhút nhát, thì Cathode tự tin đi thẳng đến chỗ Remy để chào hỏi. Thay vì để chủ chọn mình, con mèo Cathode đã tự ý thức chọn chủ. Con mèo không hề sợ hãi thế giới bên ngoài và rất thích độc lập, không cần nằm trong vòng tay của chủ. Thậm chí con mèo thực sự yêu thích các môn thể thao mạo hiểm, từ đi xe đạp, trượt tuyết, chơi dù lượn, chèo thuyền. Bất kỳ hoạt động thách thức nào, mèo cũng rất hứng thú. Để đảm bảo an toàn cho con mèo ưa mạo hiểm này, Remy đã thiết kế riêng cho nó một chiếc mũ bảo hiểm có thể tùy chỉnh theo kích thước và kính bảo vệ đôi mắt mèo và cùng nó đi du lịch khắp nơi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.